cái gì đâu mà quẹo đeo vậy? Quẹo gì? Ây da, tự nhiên quên anh. Em với anh á, sắp phải xa nhau rồi đó. Cái này nghe quen quá ta. Ủa mà sao xa nhau? Thì tại má em. Cái này quen nữa nè. Nhưng mà lần này không có quen nữa đâu nha. Má em quyết liệt lắm luôn. Má nói á là nếu như lần này mà em làm lúa mà không đạt năng suất á, là má hả tống cổ em ra khỏi nhà. Má bắt em đi lấy chồng luôn. Bắt đi lấy chồng luôn. Thôi nha, thôi à. Anh nói nè nha, má em là má em thôi nha, chứ hả lần này là anh không có nhịn nữa đâu nha. Lần này mà có thiệt má em á, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với má em luôn á. Anh là chính nhân quân tử mà. Thiệt, bây giờ thử có đây coi, nói chuyện đàng hoàng, phải quấy đàng hoàng luôn á. Không sợ đâu. Không sợ hả mày? Không sợ hả mày? Ủa? Anh nó không sợ mà. Qua đây, qua đây, qua đây. Mày hả? Mày hả? Đừng có đánh anh nữa mà. Mày thua con gái tao ha, mà mày nói mày không sợ tao hả mày? Trời ơi, vậy mà mày đòi cứ ôi, đừng có đánh anh nữa. Trời ơi, lúa của tôi á, nó trổ ha, lúc trổ, chỗ trổ, chỗ không, nó không có điều đặn gì hết. Tôi kêu nó ra coi ngoài đồng, nó coi coi lúa thóc nó là làm sao để mà nó về nó báo lại với tôi, mà giờ này nó đi hẹn hò với trai nè trời. Thưa cô, cho con xin ý kiến. Nói. Dạ. Con xin được phép là con tư vấn về cái vụ mà cái ruộng lúa nhà mình á, con xin được phép giúp đỡ cho Út Đẹp. Thưa cô, theo những gì mà con đã quan sát cái ruộng lúa nhà mình á, với lại là qua lời kể của Út Đẹp, thì con biết là lúa nhà mình đang phát triển chậm và bị dây dưa. Làm sao cho nó hết dây dưa? Thì nhiều khi là do cái lúc mà cái chất dinh dưỡng của cái hạt á mình chọn nó không có tốt nè, với lại cái lúc mà hả mình hả làm đất nó không có được bằng phẳng á. Ê, tao cắt ngang mày chỗ này nghe mày, đất ruộng nhà tao là bằng phẳng nghe con. À, vậy cũng có thể là do cái lúc mà hạt giống của mình á, mình chọn cái chất dinh dưỡng á, ở trong cái hạt á, trong cây á, nó không có tốt nè. Xong rồi cái giống nè, nó không được tốt đó. Vậy rồi làm cách nào cho nó tốt? Mình phải bón phân phân bón đồng á, cho hả cái cây lúa á, là nó xanh với nó bền tới cuối mùa vụ luôn. Hay quá anh ơi, anh thiệt là hay. À con, hình như là má nhớ là má bón phân đón đồng đúng rồi mà. Ủa anh, em nhớ là mình bón phân đón đồng rồi mà. Bón phân đón đồng hết rồi hả ta? À, anh biết rồi. Như vậy nè, nhiều khi á là mình phải phòng ngừa mấy cái dịch bệnh á đầu mùa rồi hả, giữa mùa vụ cho hả cây lúa nó phát triển tốt hơn. À, giống như là hả mình phòng ngừa mấy cái bệnh đạo ôn lá nè, xong rồi hả bệnh đạo ôn cổ bông, xong rồi bệnh nhện vé, rồi hả bệnh sâu dày lá nè, rồi cho cây lúa nó được nguyên vẹn con. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ hết. Qua đây. Mày muốn đứng trên này hay là muốn đứng dưới kia? Con thấy trên này bằng phẳng á, thôi chuyện được rồi. Được không? Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Con này. Dạ. Đi về nhà nhổ 10 con gà cho tôi. 10 con gà? Đúng 10 con gà để ngày mai tôi đem qua đám giỗ. Ủa má, mà làm như con ở đợ trong nhà, nhà có thằng Hầu nó làm mà. Nếu nhặt đông mà không hết 10 con gà thì đừng mong ra khỏi nhà đi ba. Má. Bà con à, giai đoạn từ làm đồng cho đến trổ thì bà con không được để cây lúa trổ chậm dây dưa như vậy nha. Bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất. Chẳng hạn như là quản lý sâu bệnh không hiệu quả nè, rồi thời gian thu hoạch sẽ không như mong muốn nè, rồi làm khó khăn trong khâu thu hoạch cũng như là đầu ra đó. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Nhanh tay mua Bomet, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SC và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nhanh tay mua Bumhead, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SC và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future,
19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải hai gói Atomic 3 kích. Cào hép ngay thôi, chúng tôi phiếu trợ. Nông hội nhóm, nông nghiệp.